tiếp theo của tôi nha. Thì hôm nay tôi sẽ review cho mọi người xem, đó chính là một đôi dép của tài xế tôi. Mà đôi dép này cũng như gọi là như một đôi dép hoa hậu vậy mọi người. Đâu rồi, cái đôi nó đâu mất tiêu rồi, của tôi mới để đâu mất tiêu mọi người. Ủa? Gì dữ vậy? Trời, mà chắc chưa giờ nắng muốn xỉu luôn mọi người. Nhưng cái giờ này mưa nó ào xuống cái tôi thấy mát. Dạ mát người hay dở mọi người. Thì nó mát dữ luôn á, mát từ trong tới dưới, mát từ dưới lên trong luôn. Rồi ok. Không còn đi, à đây đây, thấy tôi thấy rồi. Tôi thấy cái đôi, tôi thấy cái đôi hàng rồi. Đây. Ôi, mọi người đỡ tôi một xíu mọi người ơi. Nước nhiễu. Nhà tôi bị dột, bị dột như kiểu bị chuột cắn mọi người, mấy con quỷ chuột đó, nó quậy hay dở hả? Thì giờ tiếp tục ha. Thì đây là cái đôi hài, đôi dép hoa hậu. Bữa hổm tôi có review cho mọi người xem cái đôi dép màu xanh đó mọi người. Cái màu xanh giống như vậy này, nhưng mà bữa nay nó khác nhiều lắm. Tại vì mình review bữa nay nhìn cái màu là biết khác rồi. Thì bữa hổm là màu xanh, còn đây là màu đen. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ lấy một chiếc anh review chứ à. Một chiếc tôi che, một chiếc tôi review đi. Ôi gớp gớp rồi. Ok. Mọi người gây ra nhìn để ý ha. Thì đó này á, kiểu như là thuộc dạng kiểu như là quay chéo mọi người này. Cái kế của nó kiểu quay chéo này là dính rồi nha, nhưng mà nó kiểu thiết kế quay chéo ngay cái ngón giò mình á, nó đẹp hơn mọi người. Trời ơi trời, chị cái nó nhiễu như không vậy trời. Làm tôi hết hồn, bắt dưới tôi tưởng đâu là cái gì không à. Mát gửi luôn. Mát người gửi luôn. Đây. Đây là cái đôi coi như là sao ta. Mưa cũng nhỏ nên là tôi sẽ gầy cam ra xíu ha. Từ giờ vậy đi, cho tôi dễ cầm ha mọi người. Đó. Thì đôi này chưa mang bao giờ nè. Phải chưa mang bao giờ nè. Nên là còn mới tin nè mọi người, mua về bán không có mang hay gì á. Thì cái đôi này kiểu như là đôi nó uống lượng công, nó chéo hết trơn rồi nè mọi người. Thì mang rất là im luôn á. Trời, tôi tính cái đôi này tôi sọt cho tôi sợ đứt cái cọng này của bảo quá, đứt đó là ba ngồi luôn, ba luộc luôn mọi người. Ba mang size là 33. Tôi size mang 42, 43 gì đó. Và tôi sọt cái này vô là tôi hơn bả, bây giờ cho 43 đi. Là tôi hơn bả 10 size hả? Có nhỏ quá không ta? Cái giờ tôi có nhỏ quá không vậy mọi người? Đó. Thì cái mặt dưới đây là sẽ có chống trơn nè, chống trơn. Mô phạt rồi. Trì gầm. Thì mặt ở dưới đây là chống trơn nè. Chống trơn trượt. Bên đây là nó cũng như là sao ta? Cũng như là đường kẻ tròn vậy nè mọi người. Đó. Ở dưới đây. Ôi trời, nó sẽ có cái nút thắt nè mọi người, nhìn là nó khác là chắc chắn luôn nha. Đây. Bự mà nó chắc chắn lắm, cứng lắm. Cái cục này được làm bằng nhựa cứng luôn đó nha. Ok đó, khá là ok luôn. Đó. Tiếp theo là có cái gì vậy? 36, ô 35, 36 là sao ta? Cái hàng hay là cái chất lượng hay là cái size, ủa cái size nằm dưới đây mà anh nè mọi người nhìn nha. Mưa lớn mình nó hình mọi người. Mà hôm qua giờ lâu dữ, mấy mưa hồi tối nó có 15 gram một hồi cái nó không ấy mọi người. Trời mưa vậy đó, nó mới mát con người mọi người ơi, chứ
nực nó chảy mỏ luôn mọi người, nực mà nực dữ luôn á, nực đó là thôi rồi ta đã xa nhau luôn á mọi người ơi. Nên là mưa gì tôi thấy cũng mát lòng mát dạ đó. Như là một tuần á ổng mưa một hai lần đi cho mát bầu không khí mọi người ơi đó. Thì tiếp tục quay lại bầu trà ở lộn tính nói tiếp tục quay lại tiếp tục quay lại bầu trời rồi tính nói tiếp tục quay lại bầu trời cái này là gì trời. Rồi luôn mưa lớn rồi nữa rồi. Lớn hơn nữa mọi người ơi. Lớn dữ luôn á. Tôi sợ bị tôi sợ nó lớn cái nó còn nó nhiễu luôn trời. Đấy. Thì đây. Đây mọi người. Tôi để tôi quay xong cái rồi tôi xử lý cái vụ mưa sao chứ bây giờ tôi đặt cái góc gần ở đây đi. Tôi đặt góc gần ở đây để nói cho dễ nghe. Nói cho dễ nghe hơn ha. Camera đang nói chuyện hả ta? Lâu thì sao đó mọi người, đây thôi bỏ đi. Đây. Là rồi. Đây. Thì tôi thấy những bạn nữ là mặc mặc áo lộn mang mấy cái đôi này tôi thấy khá là ok nha. Ok nè. Dừa nè, chịu nè. Đó. Đây. Áo lộn. Đây. Khá là ok, khá là như nó nhiễu nữa mọi người ơi. Nó nhiễu chỗ khác nữa hay gì? Nó nhiễu chỗ khác nữa hay gì vậy mọi người? Bà có mặt camera không trời, sao nói chuyện nghe thấy vậy trời. Thì nói chung là video tới đây cũng khá là dài, nếu mà mọi người thích những clip như thế này á thì mọi người hãy cho tôi xin một like, một share, một đăng ký kênh và nhấn vào cái nút theo dõi để có thể theo dõi những video tiếp theo của tôi nha mọi người. Giờ tôi đi giải quyết một số chuyện đi. Bye bye.